Lò xo zin, lò xo zin nó dày lắm anh em thấy không, cái cọng nó rất là dày luôn, cọng này phải 1 mm trở lên á. Rồi xem chiếc ga, đây chiếc ga đây anh em, chiếc ga siêu đẹp, không chạy xước, không liếm láp gì hết nha, ga siêu đẹp luôn, cái ga zin ha, cái ga zin nha anh em, quá xinh đẹp. Bình nó 7 màu rồi, chế ga còn như vậy nó là giết người rồi ha. Quá xá đẹp. Chào anh em, đây Scrum Shop. Mình về cái bình BW22 nha anh em. BW22 loại có phễu hút nha. Thì thường là bình BW22 là nó có phễu hút nha anh em, phễu hút xăng á. Còn nếu mà nó không có thì là mất, hoặc là chủ họ giữ lại rồi họ bán riêng ra cho họ kiếm lời nha. Đó thì mình nói với anh em như vậy, BW22 là nó có phễu hút xăng bằng thau. Bình này thì long lanh 7 màu luôn anh em ha, láng mịn long lanh 7 màu, núm vàng ươm luôn, cây này 7 màu luôn nha. Bình này trái ra siêu đẹp, cực kỳ đẹp luôn anh em. Đó, thấy chưa, ngon cái tay cạnh tay e nè, nó em thấy chưa, tay e 7 màu luôn, đây là 7 màu long lanh hết, vàng ươm, bình rất đẹp anh em. Anh em lên sẽ cọp thôi chứ đúng không. Đó, trên sàn rất là đẹp luôn nha. Đó, trên sàn rất đẹp luôn, cái tay gài của nó 7 màu. Cái này mình thay ron rồi nên là mình gài nó rất là nặng ha. Bởi vì anh em này nọ hết rồi, lên bét này nọ hết rồi, anh em đóng vào một cái chút khác ha, để mình sợ là nó mòn hai cái gờ này nè, hai cái gờ còn quá đẹp luôn ha, nên mình sợ nó mòn á, mình mới gài sơ cho anh em vậy thôi. Thì về anh em tháo ra kiểm tra rồi vô bét này nọ xong hết anh em gài chặt lại ha. Tại ron mới thì nó sẽ dày nên nó sẽ đội cái chén lên một xíu, mình gài nó hơi khó khăn. Thực ra mình dùng đồ mình nải vô nó cũng sát mà ha, nải nhẹ nè, nải đây nè, hay nải đây nè, nó cũng vô được mà. Mình để muốn anh em về tháo ra coi nó đẹp cỡ nào ha. Rồi cái nắp này là hàng mới nha anh em, nhưng mà nó rất là fit với lại cái bình luôn ha, rất là hợp với cái bình luôn. Rồi cái nắp mình mua về thì bình này không có nắp nên là mình mua bộ nắp mới về, bộ này là 100.000 á, mà mua luôn cái núm mới luôn. Rồi xem chiếc ga vẫn cũng ok lắm nha, không có gì hết. Lò xo zin, lò xo zin nó dày lắm anh em thấy không, cái cọng nó rất là dày luôn, cọng này phải 1 mm trở lên á. Rồi xem chiếc ga, đây chiếc ga đây anh em, chiếc ga siêu đẹp, không chạy xước, không liếm láp gì hết nha, ga siêu đẹp luôn, cái ga zin ha, chế là zin nha anh em, quá xinh đẹp. Bình nó 7 màu rồi, chế ga còn như vậy nó là giết người rồi ha, quá xinh đẹp. Rồi bên trong sáng trưng, sáng trưng luôn, xanh lè luôn. Rồi dùng tháo này ra cho anh em coi nha, tháo bụng ra. Nãy xuống rất là khó khăn luôn đó anh em thấy không, hai cái gờ nó còn quá đẹp là mình không muốn nó mòn. Đẹp lắm. Đây anh em, phễu hút xăng ha, phao zin, sáo zin, bét phụ zin, bét chính là của thay rồi ha, bét chính nó dơ quá, nó xấu quá mình thay rồi. Phao zin anh em, đó phao zin luôn. Bình này quá đẹp luôn rồi, này phải làm lại bon tu cho anh em luôn rồi nha. Bình này thì nó hay bị chảy sân dư lắm nên làm luôn rồi, làm thay luôn ron mới đó. Giờ mình tháo lên này coi cho luôn, đây nè anh em, đẹp ha,
nó sáng trưng và ngâm luôn nha, và ngâm luôn, nhìn bảy màu luôn nha. Đó, đúng BW22 là có phiếu hút xăng. Ok, về thì cái được cái mất không sao. Đây phao zin không một không lủng gì nha anh em. Đó, đầu zin luôn. Mình sẽ tặng kèm anh em một cái phao mới. Đây, tặng kèm anh em một cái phao mới y chang phao zin nha. Đó, làm dự phòng. Anh em muốn giữ lại cái phao này thì anh em gắn cái phao này vô ha. Ở trong ai mà để ý đâu. Đó, tặng luôn anh em cái phao mới nha. 100.000. Ok, rồi coi bên trong. Sáng trưng. À, ruột sáng trưng luôn ha. Chén xăng sáng trưng. Chén xăng quá đẹp. Rồi xem lại chiếc ga. Chiếc ga siêu đẹp. Lò xo. Nắp hàng mới. Nắp hàng mới này nhìn làm thì cũng khá nha anh em. Độ hoàn thiện cũng khá. Mà không có số 22 trên này ha. Có số 22 là mệt nữa, mà đi lừa người ta nữa. Thôi cứ để trơn vậy đi. Có sao mà nói vậy ha. Đó, phải hút xăng đàng hoàng. Nếu thấy video này bổ ích, xin tặng một like và share. Đây là Scrum Shop. Xin chào và hẹn gặp lại.